Barcelona chưa từ bỏ Griezmann. Neymar đạt thỏa thuận cá nhân với Barca, đón người cũ trở lại Camp Nou, Real có thể chiêu mộ Fabian Ruiz. Laurent Blanc sắp trở lại ngoại hạng Anh. Bom tấn 1.600 tỷ đồng sắp tới MU từng khiến Lukaku, Pogba tắt điện thế nào? Đó là những tin tức trong bản tin hôm nay. Neymar đạt thỏa thuận cá nhân với Barca. Sport Nhật báo thân Barca số ngày hôm nay khẳng định Neymar và Barcelona đã đạt được thỏa thuận cá nhân sơ bộ. Cụ thể, để được chấp nhận trở lại mái nhà xưa Camp Nou, Neymar sẽ rút đơn kiện Barca về khoản phí trung thành mà đội bóng còn thiếu khi anh gia nhập Paris Saint-Germain hè 2017. Bên cạnh đó, ngôi sao Brazil cũng đồng ý giảm lương. Con số cụ thể không được tiết lộ nhưng nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết mức lương Neymar được nhận chỉ bằng nửa con số 36 triệu euro trên năm đang hưởng tại Paris Saint-Germain. Hiện khúc mắc còn lại là phí chuyển nhượng giữa Paris Saint-Germain và Barca. Phía Paris Saint-Germain muốn có 100 triệu euro tiền mặt cộng thêm tiền vệ Philippe Coutinho mới chịu nhả Neymar. Barca chưa từ bỏ Griezmann, sau Neymar sẽ là Antoine Griezmann. Tờ Sport đã tiết lộ tham vọng thị trường chuyển nhượng hè 2019 của Barca. Việc Barca một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu Champions League đã khiến ban lãnh đạo đội bóng quyết định phải chi động trong phiên chợ hè hòng nâng cấp lực lượng. Vụ Neymar đã đạt thỏa thuận cá nhân, Barca chỉ còn thương thảo về giá với Paris Saint-Germain. Về thương vụ của Griezmann, chỉ cần chờ tới ngày 1 tháng 7, khi điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ người Pháp giảm xuống còn 120 triệu euro, họ có thể đưa anh về mà không cần thông qua sự đồng ý của Atletico Madrid. Cũng giống Neymar, Griezmann sẵn sàng giảm lương để được đứng trong hàng ngũ Blaugrana. Lên kế hoạch đưa người cũ trở lại Camp Nou, Nhật báo Marca loan tin Barca đã lên kế hoạch đưa tiền vệ Dani Olmo trở lại Tây Ban Nha chơi bóng. Olmo từng trưởng thành từ lò đào tạo của Barca. Năm 16 tuổi, Olmo ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ Dinamo Zagreb. Chỉ sau một thời gian ngắn cập bến đội bóng của Croatia, Olmo đã chứng tỏ được khả năng của mình và được đẩy lên chơi ở đội 1. Olmo sở trường đá tiền vệ trung tâm, anh được đánh giá cao ở khả năng phân phối bóng, hỗ trợ tấn công và sút xa. Hiện tại, anh là ngôi sao không thể thay thế nơi tuyến giữa ở đội 1 của Dinamo Zagreb. Phong độ của Olmo trong màu áo Dinamo Zagreb và tuyển U21 Tây Ban Nha đã thuyết phục được các tuyển trạch viên của Barca. Đội chủ sân Camp Nou dự tính chi 30 triệu euro để đưa Olmo về lại đội bóng. Bom tấn 1.600 tỷ đồng sắp tới MU, Aaron Wan-Bissaka, ngôi sao được đồn đoán sắp khoác áo MU với mức phí 55 triệu bảng từng làm khổ đội chủ sân Old Trafford trong quá khứ. Bissaka là cái tên đáng chú ý nhất làng bóng đá thời điểm hiện tại, giới truyền thông Anh Quốc đưa tin. Hậu vệ phải thuộc biên chế Crystal Palace chuẩn bị cập bến MU với mức phí 55 triệu bảng xấp xỉ 1.600 tỷ đồng, số tiền lớn nhất lịch sử Premier League dành cho một hậu vệ cánh. Vì sao MU mê mệt Wan-Bissaka đến vậy? Theo thống kê, ngôi sao 21 tuổi là cầu thủ duy nhất ở giải ngoại hạng Anh 2018-2019 có nhiều hơn 60 pha tắt bóng thành công, hơn 60 lần ngăn chặn và hơn 60 lần qua người thành công. Con số cụ thể lần lượt của cầu thủ sinh năm 1997 là 129, 84 và 61. Chẳng nói đâu xa, ở trận đấu giữa MU và Crystal Palace thuộc lượt đi hồi tháng 11 năm 2018, Wan-Bissaka đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ vô hiệu hóa các ngôi sao tấn công chứ danh bên phía quỷ đỏ như Romelu Lukaku, Paul Pogba, anh còn nhiều lần khiến hàng thủ đối phương chao đảo bằng tốc độ, kỹ thuật tuyệt hảo. Chung cuộc, JXG cầm hòa MU không ở trận đấu đó.
Denis Suarez ra điều kiện cho Barca, không hòa nhập được với lối chơi của Arsenal sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Denis Suarez trở lại Camp Nou chờ Barca quyết định tương lai. Barca chắc chắn không mặn mà với Suarez và tiền vệ 25 tuổi cũng muốn ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Tuy nhiên, chơi bóng ngoài Tây Ban Nha không phải là lựa chọn của cầu thủ này. Trong phát biểu mới nhất, Suarez đã ngầm báo hiệu cho ban lãnh đạo Barca biết nguyện vọng của anh. Tôi muốn ra đi để có thể chơi bóng, đơn giản có vậy thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ ưu tiên ở lại thi đấu ở Liga thay vì ra nước ngoài. Paris Saint-Germain chọn Semedo thay Dani Alves. Sau tuyên bố ra đi của Dani Alves, Paris Saint-Germain đang gấp rút tìm kiếm mục tiêu thay thế trên thị trường chuyển nhượng. Theo tiết lộ của tờ F, Nelson Semedo của Barca đã lọt vào tầm ngắm. Hậu vệ Bồ Đào Nha đáp ứng được những tiêu chí mà Paris Saint-Germain tìm kiếm, rất có thể trở thành mục tiêu chính trong danh sách mua sắm của giám đốc thể thao Leonardo. Barca ban đầu không muốn bán Semedo, cầu thủ còn hợp đồng tới hè 2022. Barca từng từ chối lời đề nghị hỏi mua Semedo từ Atletico Madrid, nhưng tình hình giờ đã thay đổi. Với ý định chiêu mộ Neymar, Barca rất có thể sẽ suy nghĩ lại về kế hoạch đối với Semedo. Neymar đồng ý giảm nửa số lương để trở lại Barca. Hè 2017, Neymar rời Barca sang Pháp với mức phí chuyển nhượng 198 triệu bảng. Tuy nhiên, quãng thời gian ở Paris không mang đến niềm vui cho chàng vũ công Samba. Neymar thường xuyên tỏ ra nuối tiếc về vụ chuyển nhượng và lập tức có những liên hệ trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid hoặc Barcelona. Đến hiện tại, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn khi đích thân chân suốt 27 tuổi này đề đạt nguyện vọng ra đi lên chủ tịch Paris Saint-Germain. Nguồn tin từ Nhật báo Sport ở xứ sở bò tóc cho hay, Neymar đã nhắn tin cho một vài đồng đội ở Barcelona với nội dung: "Cứ yên tâm, tôi sẽ trở lại." Bên cạnh đó, Neymar cũng chấp thuận hai điều kiện quan trọng để thương vụ diễn ra trôi chảy. Đầu tiên là việc đồng ý giảm nửa lương xuống còn khoảng 300.000 euro trên tuần. Anh cũng sẽ không kiện Barca đòi khoản tiền trung thành như trước đây. Rào cản duy nhất lúc này là hai câu lạc bộ Barcelona và Paris Saint-Germain chưa thống nhất được mức phí. Đội bóng xứ Catalan hy vọng có thể trao đổi thêm Rakitic, Dembele hoặc Umtiti nhằm giảm số tiền phải trả cho nhà đương kim vô địch Ligue 1. Theo F, Real Madrid vẫn chưa muốn dừng việc đi chợ trong mùa hè này và cái tên tiếp theo là Fabian Ruiz. Tiền vệ phòng ngự 23 tuổi đã thi đấu 40 trận cho Napoli trong mùa trước và được định giá 70 triệu euro. Nỗ lực theo đuổi Carles Aranguiz của West Ham đã chính thức thất bại. Huấn luyện viên Manuel Pellegrini xác nhận BLD Bayer Leverkusen không muốn bán tiền vệ trung tâm người Chile bằng bất cứ giá nào. Danh sách ứng viên có thể ngồi vào ghế nóng tại Newcastle vừa xuất hiện một cái tên nặng ký là Laurent Blanc. Chiến lược ra người Pháp vẫn chưa làm bất cứ việc gì kể từ lúc chia tay Paris Saint-Germain vào năm 2016. Nếu không tranh thủ thời gian, rất có thể Arsenal sẽ mất Denis Ferreira Carrasco vào tay Roma. Hiện tiền vệ người Mỹ đang gặp mâu thuẫn lớn với BLD Dalian Gifan và muốn trở lại châu Âu ngay lập tức. Trong công tác chuẩn bị cho mùa giải trở lại ngoại hạng Anh, Norwich City vui mừng thông báo đã ký xong hợp đồng 3 năm với tiền đạo Joseph Smith. Chân suốt 26 tuổi này đã thành danh trong 4 năm cống hiến cho Mönchengladbach. Arsenal rất quan tâm tới trường hợp của trung vệ Jan Arsen Dagadu như một phương án thay thế cho Laurent Koscielny. Tuy nhiên, phía Dortmund hoàn toàn không muốn bán Ngọc Thô 20 tuổi chơi rất lên chân trong một năm qua. Lắc có thể trở thành tân binh đầu tiên của Tottenham kể từ tháng 1 2018 cho đến nay. Gà trống sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi 8,5 triệu bảng mà Leeds dành cho cầu thủ chạy cánh của mình.
sự nghiệp tại châu Âu của Samir Nasri chuẩn bị đi đến hồi kết khi anh đang thương thảo những điều khoản cuối cùng trước khi gia nhập Western United thuộc giải vô địch quốc gia Australia. Mùa trước, Nasri chỉ ra sân có 5 lần trong màu áo West Ham. Nối tiếp thành công của Virgil van Dijk, Liverpool đang muốn chiêu mộ một trung vệ người Hà Lan nữa là Sepp van den Bos từ Petrom. Cầu thủ 17 tuổi hiện cũng là mục tiêu săn đón của Bayern Munich, Ajax và PSV Eindhoven.